Trong khi chúng ta tìm mọi cách dưỡng tóc thẳng mượt, thì cô nàng Katitaki đến từ bờ biển Nga lại được hãng thời trang nổi tiếng thế giới MAC Jacobs chú ý vì mái tóc rễ chè thô cứng. Katitaki có thể biến mái tóc vừa thô vừa cứng của mình thành tất cả mọi thứ. Năm 2007, cô bất ngờ nổi tiếng khi bức ảnh biến mái tóc thành bàn tay của cô được cộng đồng mạng quan tâm. Katitaki bắt đầu nhận được tin nhắn từ người hâm mộ. Một người phụ nữ da màu nói với cô rằng sự sáng tạo của cô khiến họ cảm thấy yêu làn da và mái tóc của mình hơn. Như được tiếp thêm sức mạnh, Katitaki nhận ra cô cần duy trì công việc này để góp phần tạo nên tiếng nói cho cộng đồng người da màu. Katitaki là một nghệ sĩ, một nhà hoạt động xã hội nên cô không thể bỏ qua phong trào quyền sống của người da màu. Sự năng nổ và tấm lòng ủng hộ cộng đồng người da màu của cô đã thu về 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Đặc biệt, nhà tạo mốt lừng danh Marc Jacobs cũng đã trở thành một trong những người theo dõi cô. Nhà thiết kế đã mời cô quảng bá cho 3 mẫu túi xách nằm trong bộ sưu tập mới của mình. Sự hợp tác lần này như giấc mơ trở thành sự thật đối với tôi. Thương hiệu cũng thoải mái để tôi tự tin thể hiện kiểu tóc theo ý mình. Katitaki nói với trang Insider, cô cũng nói thêm rằng Jacobs gửi trọn niềm tin ở cô bởi hãng sẽ không can thiệp đến các tác phẩm từ mái tóc chính chủ. Bản thân nhà thiết kế cũng là một người hâm mộ yêu thích sự sáng tạo của cô đến từ bờ biển Nga. Trong những bức ảnh quảng bá cho túi xách mới của Marc Jacobs, Katitaki còn đặc biệt tạo ra chữ MJ để cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của hãng. Những người theo dõi Katitaki để lại rất nhiều lời chúc mừng cho cô. Họ cũng cảm thấy rất tự hào vì những gì cô làm giúp cộng đồng người da màu được quan tâm hơn.